Bây giờ sẽ là trận đấu đội bóng đang quyết tâm tìm lại đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á. Cả hai đều treo giò và Taofani đã thay cho Ananda Rehan ở vị trí tiền vệ cho Thái Lan cũng đã phải phân tích rất kỹ họ trước trận chung kết. Trận chung kết một bóng đá nam đã được bắt đầu tiên. Marcelino Ferdinand pha ra. Là lợi thế của Indonesia so với UEFA Việt Nam, thì bây giờ bóng bổng lại là lợi thế của Thái Lan. So hai can khá nhịp nhàng, Marcelino dứt điểm của Thái Lan. Chúng ta hãy cùng Susa tại bán kết vào lưới của UEFA Việt Nam, đó là trung vệ Ferrari và thuật trung lập không chỉ có công bằng Trisnanda như là Pratama Ahan hay không. Để Wanga nguy hiểm và tỷ số là 1-0. Cái này giúp cho anh có được 4 bàn thắng tại SEA Games này và lại là hiệu quả từ những quả đẹp chủ động nhập cuộc trời tấn công đã có được bàn thắng. Và người ghi bàn không ai khác đó chính là của trung vệ Sông Trai. Khi mà Pratama Ahan không có thì đã có De Wanga. Vâng, có thể coi đây là một tình huống đốt lưới nhỉ. Trong trận chung kết cũng rất giống với bàn mở tỷ số trong trận bán kết với đội tuyển U22 Việt Nam. Sự nguy hiểm mà nó tạo ra cũng rất lớn. Tạo ra Guitan Suleiman không được. Chúng ta cùng xem lại động tác mà Guitan Suleiman đã vượt qua hậu vệ của Guitan Suleiman. Lực lại đi quá nhẹ và bóng đi không hiểm. Anan và Chanarong là những người đang đứng trước quả đá phạt. Bóng không. Lộn xộn. Không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Và 2-0. Hàng phòng ngự của Thái Lan và họ đã phải trả giá. Quá bất ngờ. Vệ được kỳ vọng nhiều của U22 Thái Lan đó là Jonathan Kembe. Anh đã có tình huống che chắn cả người. Lối rất lớn trong bàn thua này. Phá chất thời cơ tuyệt vời của Sananta. Và thủ môn của U22 Thái Lan là Sophonwit và thực hiện tình huống phòng. Nguy hiểm. Không thể dứt điểm trung bóng. Và phản xạ xuất sắc. Một cú đặt lòng cực kỳ ở Celino. Thế là Sang Phi Mai vẫn còn. Không thể vượt qua Debisky. Sang Phi Mai. Túm áo của thủ thành Leonardo khi mà thủ môn này đang khá nguy hiểm. Vita Suleiman, Marcelino, các cầu thủ U22 Thái Lan, Terasak Phovimai, Adan Bagas quá hay. Phovimai, Terasak Phovimai, lại là một tình huống quyết định chính xác. Đều làm tốt. Đây là một pha bóng chỉ cần soạt. Đánh đầu. Và tỷ số cũng đã được rút ngắn xuống còn 1-2. Danh hàng thủ của Indonesia đã để lòng Anand thoải mái. Anh đã vượt trội hơn tất cả. Bản phá với Enano Ari. Người thủ Thái Lan đang bế tắc thì họ đã bất ngờ có được bàn thắng từ một tình huống cố định. Không phải. Pha bóng rất càng lướt của Faisa. Vita Suleiman. Vẫn là Vita. Marcelino. Cụ thể là trận đấu bán kết giữa Indonesia và Thái Lan, đó là một cơn mưa thẻ. Và cuối cùng thì Marcelino không vào, bóng vẫn còn. Chưa điểm. Rất hợp lý. Zahari. Ngoài sút thì anh vẫn có thể tiếp tục phối hợp với những người. Một pha bóng mà Zahari. Goal. Goal. Băng ra. Ta Suleiman đã đẩy bóng quá mạnh và nó cũng là thời cơ. Teresa Fovimai không kịp. Đang chơi cho Port FC là chưa đủ tốt. Và hết giờ. Những giọt nước mắt đã rơi. Của Indonesia đã tràn vào sân. Nguy hiểm quá. Mọi thứ tưởng chừng không thể nào tin nổi.
Người đường chọn Yasakon. Cú đá dứt qua còn có bàn thắng. Đúng là một kịch bản, bởi vì trước đó chỉ có một đường còi thôi. Họ đã hiểu lầm đó là một pha bóng mà trọng tài cưng từ cõi chết. Bàn thắng đúng ở những khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu. Những người Jawari và cách đăng mừng của Indonesia, một vài dứt điểm quá ấn tượng. Các nhân viên an ninh cũng phải xuất hiện để xoa ngớ ngẩn đến từ sông Tre Thông Tram. Mà sông Tre Thông Tram, cơ hội Jawari, sai lầm qua phòng ngự Thái Lan, một lần nữa phải trả giá. Thẻ đỏ dành cho hai cầu thủ mới. Không vào. Quá phung phí dành cho Bagat. Thủ Thái Lan cũng đã không còn chạy nổi. Ảo của Marcelino Ferdinand. Marcelino. Rio Fami. Đi bóng như chỗ không người. Faisa. Các cầu thủ Thái Lan đã đủ sức rồi. Không thể tung ra một cú sút với lực bóng rất căng của Faisa. Họ bị đuổi đến 3 người. Hai cầu thẻ cho Terasa Fofimai. Và đúng là ngày hôm nay Marcelino quá đen. Beckham 5-2. Beckham có bàn thắng. Cuối cùng thì người nắm được lợi thế trước là các cầu thủ U2 Indonesia, là những người được hưởng niềm vinh quang tiếp theo ở SEA Games. Họ sẽ có được tấm huy chương vàng SEA Games lần thứ 3 và là lần đầu tiên kể từ năm 1991. Môn bóng đá nam của kỳ SEA Games 31 bộ phim hành động, và kết quả chung cuộc là chiến thắng bên Mỹ. Và điều quan trọng hơn là họ rất ly lợm. Xin được chúc mừng các cầu thủ Indonesia.